Nội thất của nó như nào? Đấy anh em, wow, anh thấy này. Đấy, nội thất của nó là đây là một con máy bãi mà có được cái nội thất như này. Thì anh hỏi anh em là còn được không? Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình mang lên đây một con máy hãng của hãng Makita. Đây là hàng nội địa Nhật 100%. Thì mình đã sưu tầm được. Đấy thì nó rất là khỏe. Và cái con này là cái con kiểu như là anh em họ hàng với cái con Makita đầu khía. Đây, mình có một con Makita đầu khía đây. Nó cũng là họ hàng với nhau thôi. Đấy, và hai con này đều có cái vòng tua của nó lên đến 2000. Đấy là lên đến 3200 vòng trên phút. Ở đây là nó mất thông số, ở đây có 3000. À, con này nó thông số thấp hơn. Con này thông số thấp hơn, nó là chỉ có 3000 vòng trên phút thôi. Tức là tốc độ đóng búa của nó 3000 vòng trên phút thì nó sẽ thấp hơn con Makita đầu khía. Đấy, nhưng mà hai con này phải nói là cực kỳ mạnh luôn. Đấy thì hai con này nó cũng na ná nhau. Đấy, và cái con này mình đã về, đã vệ sinh. Vệ sinh trong này, ngoài này, đánh bóng cái phần đầu chụp này. Đấy, hai con tuy nó là đời cổ nhưng mà nó rất là mạnh và nó rất là khỏe, đặc biệt là cái vòng tua. Bây giờ những cái con đời mới ấy, thì cái vòng tua của nó cũng chưa chắc. Cả những có những con gọi là con không than nhá. Cái vòng tua của con không than, có những con nó chỉ được 2600 thôi. Hoặc là 2800 thôi, riêng con này được 3200. Đấy, nhầm, được 3000. Đấy, anh em nghe cái tiếng máy của nó này. Đấy, cái con này là của con pin trượt. Ở đây mình cũng có một con Makita đầu khía nữa, hạng trượt. Đây, ở đây mình cũng có một con nữa đây. Con này, nhưng mà con này là mình chưa lên pin. Đấy, đâm ra là nó không chạy được, chưa lên pin. Và cái cục pin này là pin trượt. Thì thường những cái con mà Makita mà kiểu như pin trượt như này ấy, thì nó sẽ có giá hơn. Đây, mình thấy này. Đấy, thì mình đã lên pin. Đã lên pin pin lithium 12V cho nó để nó chạy được. Đấy, còn những cái con mà như kiểu là con này đây, ví dụ con mà pin trọt như này. Đấy, cái con pin trọt như này Thì nó rẻ hơn. Đấy, pin này thì nó thứ nhất là nó chỉ nhỏ nhỏ, đâm ra nó chỉ đựng được những cái khối pin. Đấy, đựng được những khối pin nhỏ thôi. Đấy. Hoặc là ví dụ cục pin này như lên được bên 14,4V thì phải. Đấy. Thì nó sẽ đựng được hai hàng. Còn con này lên 14,4V chỉ đựng được một hàng thôi. Đấy, và thứ hai là nhìn cái con nắp trượt nhìn vẫn cảm nó bệ vệ hơn. Bệ vệ hơn, hoặc là mình cái con này thì thấy nhiều anh em bỏ cái con Makita đầu khiến này. Đấy, nếu mà có thể lên được pin 5S, tức là gọi là pin lên được 21V chạy. Đấy, nhưng mà chắc là nó sẽ nhanh mòn trổ than hơn. Hiện tại cái máy này của mình là chỉ lên 14,4V thôi. Đấy, nghe tiếng máy này rất là sướng. Đấy, hai con này được cái là cái vòng tua cao. Nhưng mà mình cảm giác cái con này ấy, thì cái vòng tua nó cao, nhưng mà nó khi mà mình nhả cò ra đấy thì nó vẫn có một cái độ phanh phanh lại của nó cảm giác nó vẫn kiểu như là phanh lại, nhưng mà nó có kiểu như là cái phần bánh răng của nó vẫn hơi bị quay một tí của con này. Đấy, dừng là dừng hẳn luôn. Đấy, còn con này nhá, em nghe này, này. Đấy, cái phần mình nhả cò ra nó có cái phần tạch một cái. Đấy, cái phần đấy thì mình cảm giác như là nó xuất hiện ở những cái con máy của bên đài, cái con máy của đài Loan xuất Nhật. Đấy, nó cũng có kiểu như vậy. Đấy, đâm ra con này nó sẽ rẻ hơn con Makita đầu khía, thì nó cũng đều là dùng than rời thôi. Đấy, nói chung là đại loại là những con này thì nó rất là khỏe. Đấy, đại loại như vậy, khỏe và dùng rất là sướng, mặc dù đầy cổ rồi. Đấy, cái con này thì có mã là TD1, hình như là 120D. Đấy, con này có mã là TD120D thì phải, mình cũng không rõ nữa. Đây, TD12GD đó, chắc là TD1220D. Đấy, nói chung là cái phần con này là made in Japan luôn, chứ không có made in nào cả. Đấy, đều là made in Japan hết. Bây giờ những con hàng bãi Nhật thì đa phần made in Japan là chính, còn made in China cũng có, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Nhưng mà chất lượng của nó đều là con xuất Nhật thì dùng rất là ok. Đấy, thì con này đầu nó thường như con này ấy, đầu của nó sẽ có bị một độ dơ nhất định. Đấy, chứ không phải là đều cứng cả, hơi dơ một tí thôi, nhưng mà vẫn dùng là nói chung là tạm chấp nhận được. Đấy. Ok, thì mình đã tháo những con vít đây, anh thấy này. Đấy, tháo những con vít ra. Đấy. Nói chung là nó cũng giống như con máy bình thường thôi, tháo vít ở đây ra và cái đầu này ra.
thì tháo những con này thì nó rất là dễ, còn cái con Makita đầu khía thì nó sẽ khó hơn. Đấy, thì mình đã tháo rất nhiều con rồi, nhưng con này là một thuộc loại giá tháo dễ. Còn cái con đầu khía này này, cái vấn đề nó tháo con này nó rất là khó ở chỗ là mình vặn cái đầu khía này ra này. Nhiều con ấy nó có cái phần đầu khía này thì mình phải vặn theo, tức là cái gen của đầu khía này là gen ngược. Tức là đầu tiên anh em phải tháo cái ốc này ra này, xong rồi tháo cái ốc ở bên này, ở thường là những quả bên này có cái ốc này. Đấy, tháo cái ốc này chỗ này ra này. Xong bắt đầu lấy cái phần giữ cái đầu khía này ra này. Đấy, xong bắt đầu mình mới vặn theo chiều kim đồng hồ. Đấy, vặn theo chiều kim đồng hồ thì mở đầu khía này ra. Nói chung là nó sẽ khó hơn là cái con này. Con này nó rất là dễ thôi, mở mấy con vít ra là được. Và cái con này nó hay ở chỗ mình chưa nói ở cái phần trước là cái chỗ này của nó này, là cái chân của nó là cái chân kiểu giống kiểu con Makita, chân của Makita đời mới ấy. Đấy. Hoặc là chân của những cái con máy tàu ấy. Đấy, hoặc là đấy thì là hoàn toàn có thể dùng được, là cái pin con pin trượt. Đấy, là có thể dùng được. Nói chung là cái chân này là chân thông dụng bây giờ. Em hoàn toàn có thể lắp lên 14,4V cũng được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở ra cho em xem bên trong của nó xem như nào. Đấy, đây mình sẽ để cận cảnh luôn. Đấy, thì con này thì mình đã tra dầu tra mỡ rồi. Đây em thấy này. Đấy, cái đầu, cái phần bánh răng và cái đầu chữ T của nó này, và cả cái phần đầu búa này còn rất là đẹp. Đấy, còn rất là tương đối đấy, chứ không phải là vớ vẩn đâu. Chỗ than cũng vẫn còn nhiều. Đấy. Và mình sẽ nậy ra cho em xem cái chỗ này, xem là nội thất của nó như nào. Đấy, anh em wow. Em thấy này. Đấy, nội thất của nó là đây là một con máy bãi mà có được cái nội thất như này. Thì anh hỏi anh em là còn được không? Đấy. Đấy, em nhìn này. Chân của nó vẫn còn sáng này. Tất nhiên là chân này thì để mà biết được xem là cái con máy bãi dùng có mới, có dùng nhiều hay không ấy, thì một phần nữa là mình cũng phải kiểm tra cái phần chân pin này. Đấy. Cái phần chân pin này nhiều khi là nếu mà cái chân pin mà nó quẹt đi quẹt lại nhiều ấy thì chứng tỏ là máy đã dùng tương đối rồi. Đấy. Bởi vì là họ cứ tháo ra tháo vào nhiều để sạc pin mà. Đấy, còn con này thì nói chung là cũng bình thường. Đấy, và cái phần rotor đây. Đây là phần starter này, còn bên trong là rotor, còn đây chổi than. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái tô vít, mình sẽ tháo chổi than ra cho em xem liệu rằng là cái bên trong của con này liệu rằng cái than nó còn dày không. Thì cái này là mình phải lấy tô vít, lấy cái kìm để tháo, chứ chỗ này đầu nó bị hơi bị tuét rồi. Đây, mình sẽ lấy cái tô vít này, lấy cái kìm này, mình sẽ tháo ra. Nó bị tuẽ cái đầu này rồi, nhưng mà than còn trước mình xem nó còn rất là nhiều, hy sinh vì anh em vậy. Ok, ra rồi. Đấy, đây, hy sinh vì anh em. Đây, anh em xem còn than còn nhiều không đây. À, than con này cũng bình thường thôi, cũng không phải là dày lắm, gọi là bình thường, tương đối. Đấy, nhưng mà cái than nguyên bản của nó này, nó phải nói là cực kỳ dày luôn. Đấy, nó hơi vàng vàng óng một tí. Chứ còn anh em bây giờ thay cái than mới vào nhé, thì nó sẽ không được bền bằng, và nó sẽ chất lượng không tốt bằng. Còn cái than than vàng vàng nguyên bản của nó như này thì nó sẽ tốt hơn và nó dùng sẽ lâu hơn. Đấy, mình sẽ cho lắp lại. Chung là con này cũng bình thường thôi. Và cái phần rotor của nó thì nói chung là vẫn còn sáng. Đấy, vẫn còn sáng. Và thật ra là trước mình kiếm con này thì chắc là người ta cũng vệ sinh qua rồi. Đấy, ok, bạn này chặt rồi. Đấy, em xem cái phần ngoại hình của nó này. Thì tất cả những cái con máy thì con này nó đều có những cái con MOSFET ở đây. Rồi con này nó cũng có một con MOSFET đây, ở dưới cái điều tốc này. Đấy, thì nó sẽ có một con MOSFET. Thì con MOSFET này nó sẽ gắn vào trong cái phần rotor. Đây, con MOSFET này nó sẽ gắn vào trong cái phần rotor đây. Đấy, nó gắn vào trong motor này để nó tản nhiệt. Đấy, có nhiều con thì họ tích hợp trong cái cò hoặc nó ở vị trí khác, nhưng mà con này nó giống con Makita đầu khía là cũng gắn vào trong cái phần rotor, stator, nó nhầm, cái phần ngoài gọi là stator. Đấy, thì còn dây điện nó rất là còn ok. Đấy, còn mình sẽ tháo luôn cái phần này cho em xem. Thì nói chung là nó cũng không có gì cả, nó tất cả những cái con máy bắn vít thì nó cũng cấu tạo của nó cũng đều giống nhau, nó cũng đều có một cái đầu búa này. Con này đầu búa khá to, đầu búa này, cái lò xo này, đấy, để khi mà lực nặng thì cái lò xo nó nén vào. Đấy, nhưng mà vẫn có ở đây, nó có hai cái bánh răng. Đây, mình sẽ tháo luôn anh xem, hơi bẩn một tí đây. Đấy, có luôn này. Em thấy đây. Để mình lấy nét cho nó nét tí. Đây, ở chỗ này nó có hai cái bánh răng. Đấy, thì khi mà ở đây có động cơ cái rotor này, ở đây cái motor này. Đấy, motor đây gọi là motor rời. Thì là rotor và stator nó rời nhau mà, than rời. Vì than nó rời em mà.
Nhưng có loại là motor khối nhưng mà than liệu than 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 rời. Đấy, nhưng con này là motor rời than rời. Đấy, thì cái này khi mà động cơ nó quay này, nó quay nó sẽ làm cho cái hai cái bánh răng xung quanh nó quay này, và hai bánh răng nó quay sẽ làm cho nó sẽ quay trên cái phần hành tinh này, cái phần tròn này. Đấy, cái phần xung quanh này. Đấy, và nó sẽ làm đây, nó sẽ làm cho cả cái khối nó sẽ quay theo. Đấy, đây, mình sẽ mô phỏng lại như thế này. Đấy. Đây. Nó hơi nặng một tí. Đấy, em thấy không? Đấy. Đây, người ta gọi là ngược đấy. Đó, nó là như vậy, hơi bật một tí, anh em hy sinh với anh em luôn. Đấy, nó là nội thất của nó. Nói chung là con này thì mình đánh giá nó là còn tương đối ok. Đấy, than còn khá là nhiều và nó khá là mạnh. Đấy. Ok. Đấy, thì đây là toàn bộ ngoại hình của nội thất của nó. Thì bên trong của nó thì nói chung là cũng được vệ sinh sạch sẽ. Đấy, trước mình mua cái người ta bán cho mình ấy thì nó người ta vệ sinh tương đối rồi. Nhưng mà đối với mình thì tất cả những cái chỗ nào vệ sinh thì mình đều không tin tưởng, mình đều vệ sinh lại hết. Đấy, nói chung là nó còn tương đối là ok. Đấy, motor rời than rời khá là khỏe. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi lắp lại và test cho em xem cái sức mạnh của cái con này. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ test tải cho em xem. Đây, mình sẽ dùng cái tua bán vít này. Mình sẽ mở cho em xem này. Đấy, nó rất là khỏe. Cảm giác nó rất là vào luôn. Mình sẽ bắn nó vào. Đấy, mở xong rồi lại bắn vào. Đây, em xem để ý cái vòng tua của nó vào nó bắn. Lưu ý là cái máy này ấy, thì cái vòng tua vào ấy bao giờ nó sẽ nhỏ hơn là cái vòng tua ra. Tức là mở vít ấy, bao giờ nó sẽ vòng tua nó sẽ chậm hơn, em nghe này. Đấy, đây là tháo vít nhá. Còn đây bắn vào này. Đây, mình bắn vào đây. Đấy, mở ra này. Đấy, bắn vào. Đấy, bao giờ bắn vào với cái vòng tua nó sẽ cao hơn là mở ra. Đấy, bây giờ mình sẽ bắn vào đây. Đấy, mình sẽ bắn vào nhá. Nào, 1, 2. Úi giời. Cái này mình hơi khó một tí. Đây, mình lấy lại cái lỗ cũ vậy. Đấy, mình sẽ bắn vào này, em để ý này. 1, 2. Đấy. Đấy, phải nói là cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Đấy, còn những cái con máy này rất là mạnh. Mình sẽ con này mình sẽ mở ra này. Đấy, mình sẽ bắn vào này. Lỗ mới luôn này. Ui giời, ui. Nó hơi khó một tí. Ok nhá, bắn lại này, cái phần này. Cầm quay video nó hơi khó một tí, anh em thông cảm nhá. Đấy. Đấy. Ok. Khá là mạnh. Đấy. Ok. Đấy. Em nhìn quanh một vòng cái máy này. Đấy. Phải nói là cái những con đời cũ này tuy là nó cũng lâu rồi, nhưng mà thường những cái phần tem ở chỗ Makita chỗ này này thì là nó thường nó bị bong, thường là bởi vì nó là cái tem nhựa, tem kiểu như là tem kiểu như là tem giấy, đúng không? Tem giấy đâm ra nó sẽ bong. Đấy, thường là những cái con máy mà tem giấy thì nó sẽ bong, nhưng mà máy sao ở chỗ này nó có chữ dập nổi Makita, còn cái mặt bên này thì nó ít khi bị bong. Tức là nếu mà thường là bên này sẽ còn. Đấy, hoặc là mất. Nhưng mà cái bên tem giấy thường là ví dụ như là mưa, ví dụ cái này á, mưa gió thì nó sẽ đỡ hơn. Trừ khi va quẹt vào, còn riêng cái này, tem giấy này thì mưa gió này nó sẽ ảnh hưởng. Vì là giấy mà. Đấy. Còn cái phần tay da này thì nó cũng bình thường thôi. Nó cũng gọi là nó dùng kiểu là rỗ rỗ thôi, nhưng mà cái phần chỗ này vẫn còn sáng này. Đấy, vẫn còn tương đối ok. Đấy, thì con này là hôm nay mình ra đi, hôm nay mình quay gọi là kỷ niệm. Thế muốn con máy nào mình ra đi mình sẽ quay lại để gọi là một chút kỷ niệm. Đấy, chỗ này là rắc sạc đây. Đấy, thì mình là đấy, chỗ này DC 12V này, 3.3 AH này. Đấy, và cái những con máy này thì mình lên Leon đều dùng lên Bion và dùng cái bộ sạc này. Đấy, bộ sạc zin của nó thì không dùng được, đây mình dùng cái bộ sạc này. Đấy, và cắm vào đây. Đây, cắm vào cái chỗ này. Đấy, cắm vào cái chỗ đấy là có thể sạc được. Đây, đèn nó sẽ sáng màu xanh như này. Sạc đây nó sẽ báo xanh như này. Đấy,
chung là nó cũng bây giờ những cái con máy hàng bãi đều phải lên như này hết. Đây còn cái chỗ đây thì thông số của cái sạc đây đấy 12.6V 3 đấy thì nó sẽ sạc cho nó, nói chung là như một cái máy mới bình thường, như một gọi là pin mới thôi chứ máy cũng không phải là mới. Ok thì mình có những cái sản phẩm là những cái đồ điện tử mà anh em chế cháo nghịch ngò tìm tôi thì mình để ở cái phần dưới cái phần mô tả để anh em mà thích những sản phẩm ví dụ như là chế cháo hoặc là mua những cái đồ để dùng cho mình ấy thì anh em có thể kích vào cái đường link ở bên dưới cái video này có cái chỗ mô tả ấy, anh em có thể kích vào cái đường link đấy có những sản phẩm mà mình thấy ok ổn, anh em có thể kích vào đó để ủng hộ mình đấy. Thì mong video này sẽ hữu ích được rất nhiều anh em xem kênh của mình mà thấy hay, thấy hữu ích mà có những cái kiến thức thú vị, nhưng có những cái hiểu biết đấy, có những cái sự gọi là tìm tòi đấy, thì thay vì anh em mất công thì mình có những chia sẻ đấy, mà mong anh em đấy, thích thì có thể like, subscribe kênh của mình và bấm nút chuông để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.